cuộc sống của nghệ sĩ cải lương Linh Tâm ở tuổi 62. Linh Tâm là ngôi sao cải lương nổi tiếng thành danh với những vai diễn đẹp nhưng ác. Ông ghi dấu ấn ở những vai phản diện trong nhiều vở diễn kinh điển như Dụ áo bụi đời, Đèn khuya, Tướng cướp Bạch Hải Đường, Người không cô đơn. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Linh Tâm cho biết, ngoài dành thời gian cho bản thân, ông vẫn miệt mài với nghề. Điều khiến Linh Tâm thấy tự hào là giờ đây, nhiều bạn trẻ vẫn duy trì phát triển loại hình sân khấu dân tộc. Với nghệ sĩ Linh Tâm, đó là điều cần làm và ông luôn ủng hộ. Đó là điều tôi rất trân quý. Trong tình hình này, nếu dám đầu tư làm cải lương thì rất là dũng cảm. Điển hình là Gia Bảo vừa thực hiện live show cho nghệ sĩ Minh Vương hay Kim Tiểu Long về MV Ly Hôn. Nói chung, ai làm gì mà liên quan đến lĩnh vực cải lương thì tôi đều ủng hộ. Tôi hy vọng các bạn trong nghề hãy làm những cái mới để tiếp cận khán giả. Thị trường hiện nay đòi hỏi các bạn phải đầu tư sáng tạo để thu hút người xem, đặc biệt là những người trẻ, nam nghệ sĩ bộc bạch, miệt mài đi diễn, linh tâm xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho nghệ thuật cải lương. Chính điều đó khiến ông nhận ra rằng cải lương vốn đã nằm trong máu nên mọi người rất thích và yêu mến. Cho nên tôi không nghĩ bộ môn nghệ thuật này sẽ bị mai một. Thay vào đó, nó đến với khán giả bằng một con đường mới mẻ hơn, giống như mình phải tân trang mỗi ngày để làm hài lòng người xem vậy. Trước thực trạng nhiều nghệ sĩ cải lương khi về già vất vả với công việc chân tay để mưu sinh, Linh Tâm không tránh khỏi cảm xúc chạy lòng. Ông chia sẻ, mỗi người có một số phận, cuộc đời đưa đẩy khiến bạn bè đồng nghiệp đến hoàn cảnh đó nên tôi thấy rất thương nếu có điều kiện tôi vẫn muốn giúp đỡ tôi vẫn muốn chung tay để các đồng nghiệp có cuộc sống tốt hơn theo nghệ sĩ linh tâm tình hình hiện tại khiến lượng show diễn của ông không còn như trước bây giờ ngành nào cũng khó ngày xưa hát nhiều điểm hơn bây giờ công nghệ quá hiện đại chỉ cần cầm điện thoại là người ta có thể theo dõi những gì khán giả muốn chứ ngày xưa là phải tới dạp hát để xem phải nói một điều là bây giờ rất hiếm khán giả đến dạp ông trải lòng ở tuổi 62, nghệ sĩ Linh Tâm chú trọng đến việc giữ sức khỏe đảm bảo duy trì công việc ca hát. Ông quan niệm việc ngủ đủ giấc là điều cần thiết để có năng lượng phục vụ khán giả. Nói về chuyện đi hát ở đám tiệc, nam nghệ sĩ cho hay, bây giờ mình tiếp cận bằng mọi cách, người ta phải thích lắm thì mới mời mình đến. Đó là tình cảm mà mọi người dành cho tôi, nên tôi không có ngại. Mạnh Quỳnh lên tiếng chấn an khán giả, đính chính thông tin đột ngột qua đời trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật mạnh quỳnh hiện vẫn là nam ca sĩ đắt show ở trong nước lẫn hải ngoại mỗi sân khấu có sự xuất hiện anh đều nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ khán giả mới đây trên trang cá nhân mạnh quỳnh không khỏi bất lực khi biết bản thân suýt bị hủy show phút chót vì có thông tin cho rằng anh đã đột ngột qua đời Cụ thể vào sáng chủ nhật vừa qua, Mạnh Quỳnh nhận được hai cuộc gọi nhỡ từ bạn thân của một bầu show. Sau khi chủ động gọi lại cho người bạn, nam ca sĩ đã tường thuật lại câu chuyện tới đông đảo khán giả từ lời của bạn thân. Sáng giờ có chị tổ chức show ngày 23 tháng 4 ở Las Vegas mà bạn sắp hát đó chị nói với tôi là Mạnh Quỳnh chết rồi. Tôi nói đùa với chị đó là một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ hai ba lần và chết hai ba lần chị ơi. Chị ấy cứ bảo là thật đó. Chị mới đọc tin tức trên mạng xong nè, thấy chị nói có vẻ nghiêm túc lắm, làm tôi cũng hoảng hồn nên gọi bạn xem sao. Mà gọi hoài bạn không nghe máy làm tôi tưởng thật. Giờ bạn nghe điện thoại rồi thì tôi nhẹ nhõm để trả lời cho chị ấy biết, để khỏi tìm ca sĩ khác thấy bạn trong show 23 sắp tới của chị ấy. Đứng trước câu chuyện của bạn thân và bầu show, Mạnh Quỳnh ngạc nhiên cho rằng những thông tin như vậy chỉ có thể lừa những khán giả vô tư, dễ tin. Anh không ngờ những đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng bị sập bẫy. Mạnh Quỳnh nói thêm, thế mới biết trong cuộc sống có nhiều cách kiếm tiền khác nhau, nhưng con người chúng ta lại có người chọn cho mình cách làm việc và kiếm sống bằng cách bôi nhọ, theo dệt, bịa đặt. Những chuyện không nói có, chuyện ít nói thêm cho nhiều để mang lại quyền lợi cho mình bất kể, làm cho những người khác tổn thương hay gặp phiền phức. Cuối cùng Mạnh Quỳnh khẳng định tình hình sức khỏe bản thân vẫn ổn. Đó là lý do tại sao một người như ca sĩ Mạnh Quỳnh không chơi Facebook trong suốt bao nhiêu năm ca hát mà bây giờ phải đăng bài viết thường xuyên như vậy, cốt để cho những khán giả yêu thương mình an tâm là mình vẫn khỏe. Dưới phần bình luận đa số khán giả bày tỏ phẫn nộ trước hành động của những người bất chấp tất cả để tạo ra thông tin sai sự thật liên quan đến Mạnh Quỳnh. Tuổi U80, Envit Phương vẫn nhảy máu lửa, vui tính như thanh niên. Tại live concert mắt biếc, danh ca Envit Phương hát nhảy trên sân khấu, khiến khán giả thích thú. Ít ai nghĩ ông đã 78 tuổi. Mắt biếc là chương trình kỷ niệm 60 năm tình ca Ngô Thụy Miên diễn ra vào tối 12, 13 tháng 8 tại nhà hát lớn Hà Nội. Live concert kể câu chuyện tình yêu đẹp của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua ba chương: Chiều nay không có em, Giấu tình sầu và riêng một góc trời. Câu chuyện tình yêu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên được kể qua những bản tình khúc: Chiều nay không có em, Lê Việt Anh, Giọt nắng hồng, Diệu Thúy. Giấc mơ bài tình ca cho em Tuấn Hòa, bản tình cuối Phương Anh, giọt nước mắt ngà Ngân Thủy, tình khúc tháng 6 Việt Anh, không chỉ được thưởng thức những tình khúc nổi tiếng Ngô Thụy Miên, khán giả như được quay trở lại thời trẻ của nhạc sĩ qua phần hát kết hợp diễn xuất của ca sĩ Lê Việt Anh, ca sĩ Tuấn Hòa tái hiện hình ảnh nhạc sĩ khi còn là chàng trai trẻ, trải lòng mình bên những phím đàn. Ngô Thụy Miên dành nhiều tình yêu cho vợ mình là Đoàn Thanh Vân. Năm 1973, Ngô Thụy Miên và Đoàn Thanh Vân đính hôn, đám cưới của họ dự định tổ chức sau khi Đoàn Thanh Vân tốt nghiệp đại học. Thế nhưng vì cuộc sống có nhiều thay đổi, cô Đoàn Thanh Vân theo gia đình qua nước ngoài định cư mà không kịp nói lời dã biệt. Trong nhiều năm chia xa, chàng trai Ngô Thụy Miên ngẩn ngơ thương nhớ, khắc khoải mong chờ, anh du hồn mình trong âm nhạc để tự tình. Ngoài những ca khúc tự viết lời, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên có nhiều sáng tác phổ thơ của nhà thơ Nguyên Sa rất nổi tiếng. Có thể nói trong nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa có một chỗ đứng đặc biệt. Những ca khúc như Ở nơi nào em có nhớ, Tuấn Anh, Paris có gì lạ không em, Huy Quyết, Diệu Thúy, Giấu tình sầu, Diệu Thúy, Mắt biếc, Nhật trường, Huy Quyết, Chí Anh nỗi đau muộn màng, bách nguyễn, tình khúc buồn, ngọc trâm đều mang những tâm sự rất riêng của tác giả. Tại chương trình, khán giả được thưởng thức tiếng hát Phương Phương Thảo cùng các ca khúc Một cõi tình phai, nỗi đau từ đấy, Biển và em. Nữ ca sĩ chia sẻ, mình rất hạnh phúc khi được hát trong đêm nhạc mắt biếc. Đặc biệt, bài hát Biển và em lần đầu tiên được cô thể hiện đã đón nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Một giọng ca được đón đợi nhất chương trình mắt biếc là danh ca En Vít Phương. Trong chương trình, danh ca En Vít Phương thể hiện riêng một góc trời, niệm khúc cuối, áo lụa Hà Đông. Em Viết Phương là một trong những nam ca sĩ hiếm hoi, có chất giọng phù hợp với nhiều dòng nhạc khác nhau, đã từng đứng trên hàng trăm ngàn sân khấu khắp thế giới trong hơn 60 năm qua. Nhưng hát trên sân khấu nhà hát lớn Hà Nội, danh ca Em Viết Phương vẫn có cảm xúc đặc biệt. Em Viết Phương chia sẻ, trong bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa thu thường đẹp nhất, đặc biệt trên đất nước việt nam không có nơi nào mùa thu đẹp bằng mùa thu hà nội en viết phương có may mắn ra hà nội đúng mùa thu đẹp này hát những tình khúc lãng mạn của anh ngô thụy miên trong chương trình do nguyễn quang con trai nhạc sĩ nguyễn ánh chín làm tổng đạo diễn tôi thấy xúc động và không còn niềm vui nào lớn hơn nữa nhà của ngô thụy miên đều là nhạc tình anh thường viết những ca khúc vào mùa thu cảm xúc lãng mạn với en viết phương nói đến nhạc tình nói đến anh ngô thụy miên là số một danh ca en viết phương chia sẻ Nam danh ca chia sẻ dự định gặp và xin phép nhạc sĩ Ngô Thụy Miên được làm album những bài hát Ngô Thụy Miên mà En Vít Phương yêu thích. Đặc biệt trong phần giao lưu, khi MC Hóm Hình gọi danh ca bằng cụ bởi En Vít Phương năm nay đã 78 tuổi, ông liền giả giọng của người già. Sau đó nhạc sĩ Nguyễn Quang đàn En Vít Phương hát và nhảy vô cùng trẻ trung khiến người xem vô cùng phấn khích. Để En Vít Phương hát bài này xem có còn ai gọi bằng cụ không nhé. Nam danh ca hài hước nói ở tuổi 78, nam danh ca Envid Phương vẫn hoàn toàn chinh phục khán giả bởi giọng hát nam tính tròn đầy sắc nét, cùng phong cách biểu diễn lôi cuốn, tính cách của ông cũng khá thanh niên phần biểu diễn áo lụa Hà Đông của danh ca En Viết Phương khép lại chương trình để lại cho khán giả thật nhiều dư âm. Có thể nói rằng tổng đạo diễn chương trình mắt biếc, nhạc sĩ Nguyễn Quang đã thổi một làn gió mới và những bản nhạc tình khúc Ngô Thị Miên. Qua việc lựa chọn ca khúc, phối khí, giàn dựng, anh cũng chia sẻ về cách mình hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ. Tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm nâng đỡ cho các bạn trẻ đi hát rất lâu, giọng hát rất hay mà ít người biết đến. Tôi muốn giới thiệu họ với khán giả và mong khán giả mở rộng vòng tay, đón nhận những giọng ca trẻ để các em có thêm nhiều kinh nghiệm và tỏa sáng trên sân khấu. Nguyễn Quang tâm sự. Gặp tai nạn nghiêm trọng khi biểu diễn danh ca thanh tuyền tiểu tụy trên giường bệnh Danh ca Thanh Tuyền là một trong những gương mặt được mong chờ nhất tại live show mới nhất của Quang Lê, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của cô đã để lại không ít tiếc nuối trong lòng khán giả. Ít ai biết rằng trước đó danh ca Thanh Tuyền đã gặp phải tai nạn khá nghiêm trọng khi biểu diễn tại Mỹ, dẫn tới hậu quả phải nằm viện. Vì thế, cô không thể góp mặt tại chương trình vừa qua. Để tiết lộ lý do vắng mặt, danh ca Thanh Tuyền chia sẻ đoạn clip nói về tình trạng sức khỏe của mình. Cùng với đó, cô lấy làm tiếc khi lỡ hẹn với khán giả Việt tại quê nhà. Danh ca Thanh Tuyền liên tục nhờ Quang Lê gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và mong nhận được sự cảm thông. Quang Lê ơi, cho mẹ gửi lời xin lỗi, mẹ không về được vì ba bệnh, rồi tới phiên mẹ bệnh nữa. Hôm 31 mẹ hát ở Sít Trồ rồi bị té ở chỗ hát. Mẹ nhờ Cao Thái Sơn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đỡ mẹ. Giờ mẹ nằm trong bệnh viện, con xin lỗi khán giả dùng cho mẹ. Thật sự mẹ cũng muốn bay về chỗ con, nhưng điều không may cứ xảy ra liên tiếp. Tối đó mẹ bị té ngã sau hậu trường, giờ mẹ phải về bác sĩ khám. Không người ta không cho lên máy bay. Hiện tại mẹ cũng bệnh lắm, con xin lỗi khán giả dùng cho mẹ. Cảm ơn con. Danh ca Thanh Tuyền chia sẻ.